Hello. Bắt đầu rồi đúng không anh? Thật buồn là sếp không cho mình nhìn mặt. Anh nhìn mặt nha. Cho mình mặt trước đi. Ừ. Nói chuyện trước đi đã. Xin chào các bạn. Các bạn gặp cô Trang nhé. Em chỉnh cái này cho nó Hello, xin thẳng. chào cả nhà. Thẳng mặt chưa? Chưa. Hello. Phải công nhận là một máy điện thoại livestream bằng Facebook và một máy điện thoại livestream bằng YouTube nó khác nhau hoàn toàn. Mọi người ăn cơm tối chưa? Chúng ta cùng chuyện trò nhá. Mọi người vào thì chào nhau một tiếng nhá. Mọi người vào chào nhau một tiếng nào. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người những bài học cơ bản nhất và chúng ta sẽ cố gắng duy trì một tuần 1 đến 2 buổi học online nhé mọi người nhé. Để chờ đợi đến ngày mà chúng ta sẽ được học trực tuyến, à trực tiếp tại học viện. Mọi người vào đi rồi chào nhau một câu nào. Mọi người chào nhau một tiếng nhé. Chúng ta cùng chào nhau nào. Các bạn, những ai đang xem online, những ai đang vào học thì các bạn vào chúng ta chào nhau hay là do không hiện comment ta? Điện thoại của em hay bị không hiện comment lắm, hầu như nó đều không hiện comment. Mọi người comment để nhìn thấy. Mọi người comment để nhìn thấy nhau nào. YouTube nhìn vào đâu anh? Ấn vào nó ra. Ấn vào đâu? Anh xem em. Hello Đỗ Hưởng. Rồi, hello Sai. Hello Lan Hoa Rừng. Rồi mọi người chào nhau nào. Để mình biết không nhìn thấy comment. Của cái gì? Cả hai. Sao hello à hello. Mọi người say hello, hello, hello nào. Hello BT Hằng, BT Hằng. Chính ra mọi người phải để ảnh đại diện là gương mặt mình thật to lên thì khi người khác nhìn vào mình thấy, ví dụ như Trần Hồng này, Hoa Lan Rừng này, là nhìn rõ được mặt, gương mặt là biết là ai này. Đỗ Hưởng yêu cầu thay avatar này. Hello chị Quế, thấy rồi, thấy comment của chị Quế rồi. Mọi người chào nhau đi nào. Các bạn vào học online, các bạn đừng tiếc nhau những lời chào và comment nhé. Để mình luôn nhìn thấy tên mọi người, để mình nhớ đến mọi người, biết mọi người là ai nhé. Các bạn vào comment đi ạ, những bạn trên YouTube. Hello Thành Thủy Nguyên đã nhìn thấy comment của mọi người rồi. Rồi, chào cả nhà. Cả nhà không chào em à. Mọi người ơi, hello BT Hằng. Rồi, thấy comment rồi, mọi người chào nhau một tiếng nào. Chúng ta sẽ dành 5 phút để chào nhau, sau đó chúng ta sẽ vào buổi học nhé. Buổi học ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ nét trên lông mày thật. Cách vẽ nét trên da khách hàng bằng cách chúng ta sẽ vẽ trên tay mình, hoặc bạn nào có lưng của chồng hoặc là chân tay của con đều mượn được nhá các bạn nhá. Học cách vẽ đường nét trên lông mày của khách, bởi vì là sau một thời gian mình dạy, mình nhận thấy một điều, đó là khi các bạn vẽ đường nét ở trên, khi các bạn vẽ nét ở trên hiện vẽ nét ở trên lông mày thật của khách hàng ấy, thường các bạn đang bị vẽ một cái vấn đề, đó đường nó bị to và cái dáng nó không được nét. Hello chị Nhài, chị Nhài hôm nay vào học full xăm nhá. Đó, Thành cái dáng nó không được nét, cho nên là chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để vẽ được đường nét trên cái lông mày của khách hàng. Rồi các bạn vào đi. Hôm nay học bài vẽ đường nét trên da thật và vẽ dáng nét và đi khung nét trên da giả. Nếu còn thời gian kéo dài mà các bạn vẫn đang tương tác tốt thì mình sẽ học hướng dẫn kỹ lại các bạn phân biệt giữa lắc cổ tay và lắc ngón tay nhé. Tự make up không cần make up đâu chị nhà em, mình nữa sang đây em tút lại lông mày và môi cho là khỏi cái make up chị nhà. Ngon lành vẽ phun luôn cái mí là thôi xong, da đẹp rồi, mí đẹp rồi, mày đẹp rồi, môi đẹp rồi, tự tin ra đường, chỉ cần bôi tí dưỡng và chống nắng thôi, ok chị Nhài nhá. Make up thì mất thời nhiều thời gian hơn, phun xăm nó sẽ tiết kiệm tối đa vấn đề thời gian. Giống như là ví dụ như bình thường khi mà em livestream là em chỉ cần dặm chút xíu phấn, đánh một chút phấn mắt đó, quánh thêm một chút dưỡng dưỡng môi cho nó tươi tắn, một chút má hồng nhẹ nhàng, xong chỉ cần vài phút có thể make up được rất là nhanh khi mà có phun xăm đúng không ạ.
Rồi, cảm ơn mọi người vào đông vui và comment để mình biết những ai đang học nhé. Ngày hôm nay đã thông báo cho các bạn khóa K30 rất là từ sớm để các bạn vào học, và mình hiện tại là đang chưa nhìn thấy những gương mặt K30 đâu cả. K30 trên YouTube hết nha. Trên YouTube à? Đúng rồi. K30 trên YouTube hiện tại là đang chưa thấy ai. Comment chào nhau đi nào. Đỗ Văn Hưởng. À rồi, ok, Đỗ Văn Hưởng. Tên không ghi có dấu. Rồi, những ai K30 đâu, comment ngay để kiểm tra nhé. Bởi vì các bạn K30 là những bạn đang học dở tại học viện, đang học dở và phải nghỉ dịch, cho nên mình yêu cầu các bạn phải học sát sao hơn nhiều so với những bạn khác. Mọi người nhá. Hello Trâm Văn. Rồi, ok. Đó, mình phải nhìn thấy tên mọi người, nhìn thấy tên các bạn đang theo dở khóa học của học viện và phải về nghỉ dịch. Vì vậy các bạn sẽ phải học online. Còn những bạn học đã xong rồi thì chúng ta có thể học online để nhớ lại kiến thức và cập nhật thêm. Còn những bạn đang học dở, yêu cầu nhá, đây là học viện yêu cầu các bạn phải học online. Chắc là cũng chúng ta cũng sắp sửa có thể thôi nhá, là được gặp nhau, nhưng hiện nay là chúng ta vẫn phải duy trì vấn đề học online các bạn nhá. Chị Hương cứ học đi, học dần cho biết. Học dần cho biết nhá mọi người nhá. Rồi các bạn K30 đâu, comment đi nào. Các bạn K30 đâu, yêu cầu cả bài học của các bạn hôm nay là chuẩn bị cho mình sẵn một cái bút chì. Những bạn nào có cái bút chì vẽ trong tay, những bạn nào có cây chì vẽ trong tay thì comment chữ chì cũng được. Những bạn nào đã có bút hoặc là comment chữ có vào đấy. Các bạn nào có bút chì trong tay thì comment chữ có giúp mình, là những bạn học viên đâu. Hello Hòa Bích. Ngày hôm nay chúng ta học về phun xăm nhé các bạn nhé. Hôm nay chúng ta học về phun xăm. Ok, Hằng có. Ok, mọi người, những ai có cây bút chì vẽ lông mày thì comment chữ có giúp mình nhé. Các bạn K10 Hồ Chí Minh đâu rồi, những bạn đang học dở. Các bạn đang học dở, các bạn comment chữ có giúp mình là để mình kiểm tra xem là các bạn có sẵn sàng đồ dùng học tập của mình không. Ok, Linh. Phan Thùy Linh. Rồi. Mới có hai bạn có bút ở đây. Để mình hướng dẫn các bạn, bởi vì có rất nhiều các bạn khi vẽ lên người mình kiểm tra thấy là các bạn đến cái bút các bạn đã gọt không đúng rồi thì không bao giờ các bạn có thể vẽ được đẹp. Ok, Trâm Văn, một câu thợ make up thì chắc chắn là chỉ vẽ rất là ok rồi. Rồi mọi người tiếp tục đi nào. K10 Hồ Chí Minh và K30 Hà Nội và Hải Phòng. Mọi người có online không? Ok, chúng ta sẽ học những bài cơ bản nhất nhé. Chúng ta sẽ học cơ bản nhất và mình sẽ cố gắng duy trì cho mọi người một tuần ít nhất là một buổi chúng ta học online. Hello Trinh Tú. Tại vì không có dấu, không thể đọc được đúng tên mọi người. Rồi ok. Hơi ít người học nhỉ? Thông báo trước rồi. Tại vì khi mà mình đã dạy tiếp rồi, các bạn vào các bạn sẽ hơi bị khó hiểu. Hy vọng là các bạn sẽ vào, chúng ta sẽ học trong khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Chúng ta sẽ học trong khoảng 1 tiếng, chúng ta tranh thủ thời gian nhé. Chị Hương Đinh có muốn học phun xăm không? Hiện tại là mình đang phải sắp xếp những thời gian, vì vừa hướng dẫn mọi người về phun xăm, vừa hướng dẫn mọi người về mỹ phẩm. Lịch khá là dày đặc. Xin lỗi mọi người vì ngày hôm nay mình sẽ like 2 điện thoại, cho nên thỉnh thoảng mình sẽ nhìn sang điện thoại khác một chút nhé. Các bạn thông cảm một chút, mình đang like 2 điện thoại. Mọi người thông cảm một chút nhé. Mình sẽ nhìn qua 2 điện thoại. Mọi người vào đi nào. Mọi người vào thì phải comment nhé. Vào thì phải comment. Mình cần những cái câu chào của mọi người. Rồi, hello chị Huệ Phan. Rồi, chuẩn bị cho em bút chì nào. Mọi người chuẩn bị cho em bút chì. Thì hiện tại là nếu như vẽ trên người thì chúng ta sẽ có cái chì đá này này. Cái chì đá này thì nó vẽ nó sẽ cứng hơn này. Hoặc là những bạn nào mà được học viện Pháp thì chúng ta sẽ có cái chì này. Chì nào cũng được. Chì nào cũng được nhá. Nó chỉ khác nhau là cái chì đá này nó cứng hơn thôi. Đó, chì nào cũng được. Hello Lisu. Rồi mọi người có những cái chì xé trong tay không nhỉ? Vào đông vui nào. Có vẻ như những hôm nào cô Trang like tặng quà chiên thì đông vui hơn. Like học có vẻ như không đông vui bằng hay sao nhỉ? Mọi người thích học, thích nhận mỗi nhận quà thôi, có thích học không nhỉ? Nào những ai thích học thì comment số 1 cho mình nào. Ai thích học thì comment số 1 nào. Ai thích học thì comment số 1 nào, chứ chẳng nhẽ lại chỉ có thích nhận quà thôi. Học kèm quà mới chết chứ.
Rồi, ai muốn học comment số 1 nhanh, phải nhìn phải biết những ai muốn học nào. Ai muốn học comment số 1 nhanh, bây giờ là phải yêu cầu khắt khe hơn để cho mọi người. Ok, Trần Kiều đã nhìn thấy rồi, Linh, Phan Thủy Linh, ok. Sao mọi người đặt những cái tên mà em cứ phải đọc lộn ngược ấy nhỉ? Hello Thanh Tú, rồi Hòa Bích. Ok, rồi, mới có được khoảng hơn chục người thôi. Ok, Trịnh Hoàng. Mọi người phải học thì em mới dạy, còn nếu mà không thì nghỉ đi nhá, không có tiếp tục dạy nữa đâu. Chúng ta sẽ phải comment nhiều nhá, comment nhiều rồi. Yêu cầu của cây chì xé này mọi người lưu ý này. Có rất nhiều bạn tiết kiệm chì một cách không đáng có. Tiết kiệm chì cực kỳ luôn. Để mình xé một cái bút chì mà theo kiểu tiết kiệm của mọi người nhé. Và những ai mà đang cầm cây bút chì trong tay mà theo kiểu tiết kiệm thì xem lại. Không bao giờ chúng ta vẽ được đẹp nếu như chúng ta tiết kiệm không đáng có. Sẽ xé một cây chì kiểu không tiết kiệm của mọi người. Cây chì này nó bị gãy rồi. Rồi mọi người tương tác liên tục nhá, chào nhau liên tục nào. Và mọi những ai có những cái câu hỏi nào về phun xăm thì hãy comment nhá. Rồi. Đây là cách xé chì không ổn của cả nhà. Và em sẽ gọt luôn cái chì này. Để xem những ai đang cầm cái chì như thế này thì hãy làm lại. Chúng ta vào bài học cực kỳ quan trọng. Cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng rồi. Đây được gọi là cách vẽ chì của rất nhiều bạn hiện tại. Rất nhiều bạn luôn. Rất nhiều bạn đang cầm vẽ cái bút chì như thế này. Những ai đang cầm vẽ cái bút chì như thế này, đang cầm trên tay cái bút chì như thế này thì comment số 1 nào. Những ai đang cầm bây giờ nhá, số 1 là cái đầu bút ngắn và số 2 là cái đầu bút dài như thế này. Các bạn đang ở số mấy? Những ai có cây bút chì các bạn đang ở số mấy? Các bạn đang ở số mấy ạ? Số 1 là cái này, cái ngắn này, và số 2 là cái dài này. Các bạn đang ở số mấy? Các bạn đang cầm rồi. Hằng đang số 2, ok, tốt. Ông chủ nhỏ thầy make up đang số 1. Rồi Nguyễn Thanh Huệ đang số 1. Comment thật lòng nhá, chân thành nhá. Hòa Bích số 2, ok. Huệ Pha số 2, tốt. Ông chủ nhỏ lại số 2 ạ? Rồi chị Quế Đinh số 2, tốt. Rồi Nguyễn Thị Dương số 2. Ok, tưởng ông chủ nhỏ số 1. Rồi, Ly Sư số 2, tốt. Ngày hôm nay, mục đích yêu cầu mọi người comment để mọi người nhận thấy một điều là chúng ta nhiều những cái nhỏ nhặt nhưng mà mọi người đang không để ý. Bởi rất 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 nhiều bạn học viên, khi mà mình nhìn, mình kiểm tra cây bút của bạn, khi các bạn học bài vẽ trên người ấy, thấy toàn để cây bút như thế này. Toàn để cây bút như này thì mình hỏi là thế để tiết kiệm à? Tiết kiệm những cái không đáng có các bạn nhé. Rồi, tốt, số 2 Ngân Nguyễn, ok. Hà Ngọc Thủy số 2, tốt. Kiểu gãy em. Ở đâu gãy? Em biết rồi. À. Chị Hương Đinh số 1. Em chưa gọt được, Đỗ Văn Hưởng em chưa gọt được. Ôi giời ơi. Tiến Trường số 2. Rồi, Phan Thị Linh số 2, tốt. Mọi người hiểu cái dụng ý mà mình muốn nói ở đây rồi đúng không? Mọi người hiểu cái dụng ý về cái bút chì. Thứ nhất là các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái bút chì đủ độ dài đấy nhá. Cái bút chì này mình hoàn toàn chưa gọt đâu, chúng ta phải có đủ độ dài đã. Thì độ dài phải là hai đường xé. Một đường xé vòng, mọi người biết cái chì xé này rồi không? Nó có cái đường vòng thì nó phải là độ dài của nó là khoảng hai cái đường xé. Mọi người nhá, không được tiết kiệm, phải dài khoảng hai đường xé. Nhưng nhỏ nó chắc lắm chị là gì ta? Nó chắc là cái gì chị không hiểu. Hay là do tiếng trong đấy. Rồi, các bạn chuẩn bị cho mình một cây như thế này. Và chúng ta sẽ phải gọt thật mảnh mọi người nhá. Phải gọt thật mảnh. Chúng ta phải gọt thật mảnh. Và các bạn dựa vào cái ngón tay của mình như thế này. Hiện nay thị trường nó có cả cái khuôn để các bạn gọt cái bút chì. Nhưng mình thấy là thực sự nó không cần thiết lắm. Thì các bạn dựa áp một ngón tay các bạn như thế này và chúng ta gọt. Áp ngón tay và chúng ta gọt thật mảnh cái đầu. Rồi khi mảnh một bên mà chúng ta áp ngược lại cái ngón tay trỏ này và chúng ta gọt. Gọt từ phía trên xuống nhá. Gọt từ bắt đầu cái chỗ
giáp danh của cái vỏ giấy này này trở xuống. Gọt từ giáp danh trở xuống, bởi nhiều bạn cái phần này còn đang chưa làm đúng. Gọt từ cái phần giáp danh của cái tờ giấy xuống nhá, tờ giấy xé xuống nhá. Rồi. Rồi các bạn nhìn cái chì. Nhìn cái chì nó phải có đủ độ mảnh. Độ mảnh. Và nó sẽ gọt từ cái phần giấy này trở xuống, chứ chúng ta đừng chỉ gọt mỗi cái phần đầu thôi nhá. Là các bạn không bao giờ vẽ được một cái đường mảnh. Đó, đường mảnh là yêu cầu các bạn cái bút chì chúng ta gọt nó đã phải đúng rồi. Thì như vậy thì các bạn vẽ mới đẹp được các bạn nhé. Rồi ok. Sang tiếp theo. Nếu như các bạn không có người để các bạn học vẽ trên mặt thật ấy, thì chúng ta sẽ học các đường nét ở trên tay của mình. Chúng ta học các đường nét ở trên tay các bạn nhé. Học các đường nét ở trên tay hoặc là trên đùi, hoặc là tay chân của người khác, hoặc là lưng của chồng cũng được. Đó, nhiều bạn lôi chồng lấy cái lưng ra vẽ nó rất là rộng, và các bạn sẽ căn được cái dọc xương sống là cái mũi, và chúng ta sẽ căn hai bên, các bạn lấy đúng cái khoảng cách cho mình chuẩn luôn. Lấy lưng vẽ là chuẩn nhất, nhưng không thể dám mượn lưng của chủ tịch để dạy mọi người vẽ được. Cho nên là mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ trên tay nhá. Hello chị Huyền Nguyễn. Ôi Huyền Đỗ ơi, sao đi ngủ sớm thế? Rồi tiếp tục là chắc phải nhờ đến sếp Hè quay ngược máy cho em với. Chúng ta tiếp tục nhá. Chúng ta tiếp tục cách vẽ nét ở trên tay nhá. Mọi người chờ một chút nha, để chuẩn bị. Quay lại. Nếu như chúng ta không nhờ được ai, tốt nhất chúng ta tự thân vận động. Vẽ trên tay mình. Em thử. Ơi mà cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Đang chỉnh nha. Ý là nó bị ngược không? Giờ đấy ok rồi. Nhưng mà khi em vẽ nó bị ngược không? Không, em cứ vẽ đi. Đúng không? Tại vì khi em vẽ vào lòng này là nó ngược thật mà. Thế em thử đi xem nào. Thế không biết thôi này. Rồi đầu tiên các bạn sẽ lấy tâm. Các bạn sẽ vạch cho mình một đường tâm như thế này. Các bạn sẽ thao tác luôn trên tay mình đi ạ. Các bạn sẽ vạch một đường tâm này để xem cái đường nét của các bạn, đường chì nó đã đủ mảnh hay chưa. Các bạn sẽ vạch một đường tâm như thế này giúp mình nhé. Có nét không ạ? Mọi người comment có nét không ạ? Mọi người nhìn rõ không? Chúng ta 27 sẽ người YouTube và chúng ta sẽ vạch một đường như này, phải đủ độ mảnh mọi người nhớ, phải đủ mảnh. Còn nếu như mà nhìn cái chì của mình nó còn to là còn phải gọt cho nó mảnh nữa. Đó. Tiếp theo, mọi người còn nhớ những số đo không nhỉ? Bài này mình đã dạy rất nhiều lần rồi. Đã dạy rất nhiều lần rồi. Tiếp theo, từ tâm này chúng ta lấy khoảng cách ra đầu lông mày là bao nhiêu? Mọi người comment nhanh giúp mình. Từ tâm ra đầu lông mày chúng ta sẽ lấy khoảng cách là bao nhiêu nhỉ? Từ tâm ra đầu lông mày. Nét, ok nét. Từ tâm ra đầu lông mày là bao nhiêu? Mọi người comment nhanh nào. 2,5. Từ tâm mà. Hiền Nguyễn. Từ 1,2 và 1,3. Đúng rồi. Trinh Tú Trinh đúng nha. Ok Tú Trinh. Tú Trinh học. Hà Thị Ngọc Thủy 1,2, Phương Tâm 1,2, ok. 1,2 là 1,3 nhá, nhưng mà mình sẽ lấy là 1,3 nhá mọi người nhá. Bên 1,3, 1,3 Hằng, 1,3, ok Hi. Bên này mở ạ? Bên Facebook có nét không? Facebook ơi. Rồi. Ok, chúng ta sẽ lấy tâm. Mọi người phải học đây thì mọi người sẽ vẽ được cái đường nét. Và cái quan trọng nhất là mọi người cảm nhận cái đường, cái chì mình vẽ lên trên mặt người ta ấy. Các bạn ấn nó có bị đau hay không? Facebook, mọi người nhá. Ấn nó có bị đau không? Ok, đang chỉnh nhá. Rồi, okay. Chúng ta sẽ nhìn. Các bạn thao tác luôn trên tay mình nhá. Các bạn thao tác luôn trên tay mình. Rồi tiếp theo, từ đầu lông mày lên đến đỉnh lông mày là bao nhiêu? Comment nhanh nào các bạn khóa học viên ơi. Từ đầu lông mày đến đỉnh lông mày chúng ta sẽ lấy trung bình nhá. Trung bình chúng ta sẽ lấy là 3,4. Nét chưa? BT Hằng ơi, nét chưa? Các bạn sẽ lấy hai song song hai bên nhá. Các bạn sẽ lấy luôn hai bên nhá. 3,5. Rồi. BT Hằng ơi, 3,5. Nét rồi, ok. Hoặc 3,4. Anh đang chỉnh. 3,3 đều được nhá. Bài này mình đã dạy rất là kỹ rồi, mọi người có thể xem lại các video trước nhá.
Rồi mình sẽ lấy là 3,4 hoặc 3,5 đều được nhé. 3,5 ok. Ok, tiếp theo chúng ta đã có đỉnh rồi, chúng ta sẽ lấy đuôi nào. Chiều dài đuôi từ đầu đến đuôi là 5,5. Cái này thì chắc chắn ai cũng biết, không ai trả lời sai đâu. Trả lời sai ăn đòn. Rồi 5,5. Mọi người hãy thao tác luôn trên tay mình đi nhá. Thao tác luôn trên tay mình. Đây là cách luyện vẽ lông mày nhanh nhất đấy mọi người ạ. Đừng coi thường cái bài học này. Cách luyện vẽ lông mày nhanh nhất. Rồi chúng ta sẽ lấy đủ. Luôn luôn phải, mọi người nhớ là chúng ta sẽ phải luôn luôn đối xứng. Hơi mờ, Tú Trinh lại hơi mờ à? Chúng ta sẽ phải luôn luôn đối xứng. Trên người thật cũng vậy. Đây là thao tác mình làm y chang trên mặt người. Cho nên các bạn phải nhớ từng bước. Bước 1 lấy tâm. Mình nói đến đâu các bạn nên comment đến đấy thì các bạn sẽ nhớ này. Bước 1 lấy tâm. Bước 2 lấy đầu lông mày xong hai bên. Bước 3 lấy đỉnh lông mày hai bên. Bước 4 lấy đuôi lông mày hai bên. Chiều dài. Đây là chúng ta lấy chiều dài nhé. Chúng ta lấy chiều dài. Tiếp theo, cái phần đầu lông mày thì nếu như làm trên lông mày thật ấy, mọi người lưu ý này. Mọi người lưu ý là đầu, hai đầu lông mày của khách hàng luôn luôn phải nhìn thẳng vào nhau. Không bao giờ được hướng mở xuống. Mở lắm em á, chị Hương ơi. Mở lắm à? Nét mà, mọi người comment lại xem là cái Facebook của nét không? Anh đang dùng cái gì đấy không? Anh bật 4G lên đi. Không, không sao đâu. Ok mà. Mọi người có nhìn thấy rõ không? Vậy fan từ đầu. Mọi người có nhìn thấy rõ không? Mọi người nhìn thấy rõ thì comment chữ rõ để mình biết mình chỉnh mạng nào. Nét, ok, nét. Rồi, ok. Đó, từng người, ok. Ừ. Rồi, mọi người lưu ý nhá. Phần đầu lông mày luôn luôn phải nhìn thẳng vào nhau. Tức là đầu trên và đầu dưới nó phải song song nhau. Huyền chứ... Đỗ ơi, mấy con làm gì đã 10:30, mới có 20:30 mà. Mới có 20:30 chứ không rồi. Được mọi người không được để nó chúi xuống hoặc nó vách ngược lên nhá, hai đường luôn nhìn nhau. Và khi mà chúng ta gióng xuống ấy, gióng xuống lấy đầu lông mày thì cái chúng ta sẽ căn để làm sao mà cho cái đầu hai bên lông mày nó thẳng nhau và không được vượt quá cái lông mày thật của khách nhiều. Không được vượt quá cái lông mày thật của khách nhiều các bạn nhá. Ví dụ lông mày thật người ta, chúng ta sẽ căn nhìn cái sợi lông mày thật ở phần đầu lông mày ấy. Nó mọc đến đâu thì chúng ta sẽ lấy đoạn đầu ở đấy. Rồi chúng ta sẽ cho hai đầu lông mày song song. Hai đầu lông mày song song, chúng ta sẽ kẻ một cái đường song song sang. Hoặc là không cần kẻ cũng được, cái phần này không cần kẻ cũng được. Tại vì tự mình cầm thước kẻ song song sang hơi khó. Thì chúng ta sẽ chỉ dùng mắt mình để áng hai cái đầu bằng nhau nhé. Rồi, tiếp theo độ to của đầu lông mày là bao nhiêu? Hầu như các bạn, cái phần này mình dạy rất là kỹ rồi cho nên mình nghĩ là các bạn sẽ đều biết. Độ to của đầu lông mày trung bình là 0,8. Còn nếu như mà các bạn vẽ theo kiểu châu Âu mà muốn biểu diễn trên da giả thì nó có thể là 0,9. Nhưng mà mình muốn dạy số đo thuật trên người thì nó sẽ là 0,8. Chúng ta lấy hai bên chiều dài nhé. Đây là mình cách dạy cách mọi người cách mà chúng ta tự loay hoay làm đấy. 0,8 chuẩn BT Hàn. Mọi người comment tiếp đi ạ. Rồi chúng ta lấy hai đầu lông mày là 0,8. Comment 0,8 nào. Comment luôn đi 0,8 nào. Rồi tiếp theo. Cái phần đỉnh lông mày này, cái phần đỉnh lông mày này mọi người sẽ lấy từ phần đầu lông mày các bạn gióng một đường thẳng bằng thước sang nhé. Để chúng ta lấy một cái đường thẳng để lát nữa chúng ta lấy chiều cao này. Các bạn sẽ gióng một đường thẳng từ đầu lông mày gióng sang. Đó, và bên này cũng vậy, chúng ta lấy một đường thẳng từ đầu lông mày gióng sang. Tự mình làm được mà. Rồi chúng ta lấy đường thẳng từ lông mày gióng sang. Rồi chúng ta lấy độ cao của đỉnh như sau. 0,8, ok, 0,8. Độ cao của đỉnh cái này sẽ tùy thuộc vào từng dáng cong hay mềm. Thì các bạn điều chỉnh cái độ cao từ cái phần đường thẳng đầu này này, gióng lên. Càng cao thì nó sẽ càng mềm. Nó càng cao càng mềm. Ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ dáng châu Âu nhá. Châu Âu nhá. Thì chúng ta sẽ lấy độ cao là 0,8. Từ đỉnh lên. Thì em nói là như vậy nó hơi bị hơi ngược. Anh để cái điện thoại của em ở đây này. Điện thoại vào bên này à. Nhìn nó sao dễ hơn. Sao em vẽ lên trên giấy à, ra. Đang hướng dẫn mọi người cách vẽ trên tay mà. Để cảm nhận cho em cái sạc dịch này. Đó. Thế là nhìn nó chậm hơn này. Đúng không cả nhà nhìn như này là sẽ thuận hơn đúng không? Nó như này sẽ thuận hơn. Chúng tôi chỉnh lại. Xe
Rồi, ok. Ok, ok. Tiếp theo nhá, chúng ta sẽ lấy độ cao từ cái phần đường thẳng này đi lên là 0,8 nhá. Mọi người sẽ lấy đường thẳng từ cái đường thẳng đỉnh này đi lên là lấy độ cao của đỉnh là 0,8. Độ cao của đỉnh là 0,8 nhá. Cái phần bên này nó hơi khó khăn. Rồi, chúng ta đã có đỉnh lông mày. Chúng ta đã có đỉnh lông mày. Tiếp theo, tìm đuôi. Tìm đuôi thì mọi người sẽ lấy đầu dưới này này. Đầu dưới của cái phần phần dưới của đầu lông mày này này, các bạn gióng thẳng sang. Phần dưới của đầu lông mày các bạn gióng thẳng sang. Cái này các bạn vẽ trên tay thì đương nhiên nó không thể tuyệt đối được. Thế nhưng mà chúng ta sẽ dùng con mắt của mình để mình nhìn nhá. Đó, chúng ta lấy đầu dưới này gióng sang. Là chúng ta có đuôi lông mày, điểm dừng của đuôi. Và bây giờ việc của các bạn đó là nối các điểm này vào với nhau. Nối các bạn điểm này vào với nhau và chúng ta sẽ vẽ nha. Vẽ nhẹ thôi mọi người, lưu ý này. Mọi người thực sự lưu ý cái đoạn vẽ này bởi vì rất nhiều khách hàng da rất là mỏng. Và nếu các bạn vẽ ấn thì thứ nhất là đường nét nó sẽ bị to. Và thứ hai là nó dễ bị cong bởi vì da thịt của chúng ta nó rất là mềm. Đó, cho nên các bạn vẽ thật nhẹ tay thôi. Vẽ nhẹ tay thôi. Một đường thẳng có thể hơi võng nhẹ ở giữa đi lên đến đỉnh. Nếu như các bạn vẽ cảm thấy nó không ăn vào da ấy thì các bạn sẽ dùng Vaseline các bạn bôi nhẹ và các bạn lau đi nhá. Nếu như bạn nào đang vẽ trên tay mình mà thấy nó không ăn vào tay ấy thì các bạn sẽ dùng Vaseline các bạn lau nhẹ đi. Rồi một đường thẳng từ đầu lên đến đỉnh, sau đó là các bạn sẽ vẽ một đường mềm đến đỉnh, là vẽ mềm xuống. Đến đỉnh vẽ mềm xuống nha. Các bạn còn nhớ cái đường đuôi S không? Bạn nào nhớ cái đường đuôi S không nhỉ? Đường đuôi là chữ S. S nhẹ nào? Mọi người còn nhớ chữ S nhẹ không? Đuôi S không? Mọi người còn nhớ bài đuôi S không? Ai chưa xem bài đuôi S là comment nào? Mọi người còn nhớ bài đuôi S không nhỉ? Ok, được mà. Đừng bao giờ quên bài đuôi S nha. Đuôi hơi S nhẹ nha. Rồi và vút dài ra. Mọi người còn nhớ bài đuôi nhìn ở trên YouTube nhìn hơi khó không? Mình sẽ quay cho từng bạn từng điện thoại nhìn nhé. Ở đây là cái phần có phần đánh dấu hồi nãy. Đó, đuôi S nhé mọi người nhớ, chúng ta sẽ vẽ đuôi S. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vẽ ở bên này thì các bạn sẽ vẽ cái phần đỉnh eo này này, các bạn sẽ bóp từ đỉnh eo này các bạn hất về đuôi. Hết về đuôi. Hà Nội đang mưa rất to. Rồi đến eo các bạn hơi mềm. Hơi mềm bóp nhỏ cái đuôi của mình. Bóp nhỏ đuôi lại và tạo một cái đuôi thật nhọn vút ra. Quá cái đường đánh dấu. Nếu bạn nào có chì thì các bạn sẽ vẽ cùng mình luôn nhé. Và sau đó là mình sẽ nói mọi người những cái điểm lưu ý khi mà vẽ trên lông mày. Các số đo. Mình sẽ nói những điểm lưu ý nhé. Các bạn vẽ đi, sau đó là mình sẽ nói những cái điểm lưu ý này. Lưu ý thứ nhất, đó là đầu lông mày nó phải mở. Một là nó nhìn vào nhau, hai là nó mở. Tức là một là nó nhìn vào nhau nó song song, một là nó song song. Hai là nó phải mở, tức là đường trên thẳng và đường dưới hơi mở. Hơi mở nhẹ nhé mọi người nhé. Mọi người thật sự lưu ý cái phần đầu lông mày này là một là nó sẽ song song hai đường vào với nhau. Hai là nó sẽ hơi mở nhẹ ra chứ không bao giờ nó được, không bao giờ được cụp nó lại thành cái đầu lông mày nó bị bé nhá. Đó, cái phần dưới này chúng ta có thể hơi mở nhẹ ra. Hơi mở nhẹ phần dưới này một chút. Nó không phải bị quặp đầu đâu mà nó hơi mở nhẹ một xíu thôi. Thì ok nhá, một là nó song song. Song song bằng nhau. À song song nhau và hai là cái đường dưới này chúng ta hơi mở nhẹ. Mở cái đầu lông mày ra. Là ok.
Rồi tiếp theo để chỉnh chu hơn cái dáng, các bạn sẽ dùng kem tém. Các bạn học luôn cái cách dùng kem tém này. Chúng ta sẽ lấy kem tém và các bạn tán nhẹ sang, tán nhẹ để làm dẹp cái tém của mình. Tán nhẹ để làm dẹp cái tém. Và các bạn tém đi như cái phần, học cách tém như này để các bạn làm lên người, tém cái đường thì nó nét thẳng cái dáng hơn nhé. Các bạn K30 rồi, comment xem nào. K30 với K30. Chúng ta sẽ tém cái này để cho cái đường dưới của mình nó sẽ nét hơn. K30 đâu rồi, kem tém. Nào, K30 qua như bạn comment nào. Tém cái này các bạn lưu ý này. Chúng ta đừng để một phát vào cái phần dáng mà các bạn sẽ lan từ bên ngoài, lan vào ôm khung. Lan từ bên ngoài ôm vào nhé. Chúng ta sẽ lan từ bên ngoài, chúng ta ôm vào khung chứ các bạn không được đặt một phát vào khung. Chúng ta sẽ lan từ bên ngoài và các bạn lan dần vào trong khung. Những cái chi tiết nhỏ này đôi khi là các bạn không để ý này. Nhiều khi chi tiết nhỏ chúng ta không để ý nhá. Các bạn sẽ lấy tém và chúng ta lan từ ngoài và ôm nét vào cái đường khung. Và chúng ta lan cái phần tém này, tán nó ra để cho nó không bị dày cục nhá. Đó, chúng ta lan từ bên ngoài này xong chúng ta ôm vào khung. Chứ đừng đặt một phát vào khung là nó dễ bị nhạt nhòe cái khung của mình đấy. Đó, các bạn lan từ rộng bên ngoài này sau đó chúng ta ôm vào cái khung của mình. Mưa rất to. Đó, các bạn lưu ý sau đó chúng ta dùng ngón tay chúng ta tán cái phần tém này của mình đi. Tán cái phần tém này của mình. Cái phần đầu trên này các bạn có thể lau bớt đi. Đó, để tạo độ vát của phần đầu lông mày. Cái phần eo này các bạn có thể cho nhiều tém hơn một chút để nó tạo cái điểm nhấn của phần eo này mọi người nhé. Nó giống như là make up ấy. Make up ấy là họ cũng hay tém cái phần eo về đuôi này nhìn nó nét lên. Thì... comment liên tục nào, comment nào, comment theo bài nào, tém mà. Đó. Các bạn lưu ý cái phần tém này nhé. Đây là mình hướng dẫn mọi người vẽ trên người đấy. Đây là quy trình để vẽ lên người. Và mọi người lưu ý cái đuôi này. Mọi người lưu ý cái đuôi mình đã hướng dẫn bài hôm trước rồi, là cái đuôi hoàn toàn không được để chữ V. Mọi người còn nhớ bài đấy không? Đuôi không được để chữ V. Đuôi không được chữ V mà đuôi phải là chữ Y. Mọi người nhớ, mọi người hãy comment chữ Y. Đuôi phải là chữ Y. Comment đuôi chữ Y nào. Mọi người không được làm đuôi chữ V mà nó sẽ phải làm chữ Y. Đó, mọi người comment vậy để cho dễ nhớ. Mọi người lưu ý nhá, chúng ta sẽ phải có phải cái phần đuôi này, hai cái đường nó giao nhau là chúng ta sẽ phải đá dài ra một chút. Đá dài ra một chút nhá để tạo cái điểm nhọn của cái đuôi, mọi người cùng nhìn này. Nó sẽ tạo ra cái điểm nhọn của cái đuôi nhá. Thì lúc đấy cái đuôi lông mày các bạn nó không bị cụt và nhìn cái dáng nó sẽ bay, nó mướt hơn và nó phong thủy hơn nhá. Có rõ mọi người. Bên này hơi tối. Anh cho một cái đèn lên ngoảnh sang đây. Đấy mọi người nhìn thấy không? Nhìn thấy cái phần đuôi không ạ? Cái phần eo này chúng ta hơi ướm một chút và phần đuôi chúng ta sẽ kéo ra dài ra. Kể cả trên da giả mọi người cũng phải vẽ như vậy nhá. Trên da giả mọi người cũng phải vẽ như vậy và trên người chúng ta cũng vẫn phải vẽ như vậy. Đấy mọi người phải thực sự lưu ý cái đây nhá. Đó. Cái phần đuôi chữ Y mọi người nhá. Cái điều này là nhiều bạn không để ý đấy. Đó mọi người học vẽ như thế này. Trên người thì các bạn sẽ vẽ được những cái đường nét dáng thẳng, chuẩn. Đó. Và các bạn có thể vẽ một cái đường khóa đầu vào đây. Đó. Rồi các bạn hãy thao tác nhé. Mọi người hãy có thể chụp lại màn hình. Hoặc là các bạn nhớ cái dáng nhé. Hoặc các bạn nhớ cái dáng tại bên Zoom đấy. Mọi người nhớ chưa? Cái phần này mọi người nhớ chưa? Rồi bên kia chúng ta tương tự nhá. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ một bên thôi để chúng ta học trên da giả luôn nhá. Đây những cái điểm lưu ý để mọi người lưu ý chúng ta vẽ trên người. Chúng ta học vẽ trên người để chúng ta học đường nét này. Đó, học cách tém này. Học cách vẽ dáng đuôi này, phần đầu lông mày này. Mọi người nhìn kỹ nhá, mọi người nhìn kỹ nhá.
Rồi bây giờ mình sẽ vẽ trên da giả cho mọi người xem nhá. Rồi cảm ơn cả nhà. Chúng ta tiếp tục vẽ trên da giả nào. Tương tự nhá. Mình sẽ vẽ nhanh sau đó là hướng dẫn mọi người. Anh xoay giúp em cái này đi, tại vì nó hơi vướng tay em. Rồi bây giờ là vẽ cho dẫn mọi người trên da giả nào. Chuẩn luôn trên da giả dễ nhất này. Khoảng cách giữa hai đầu lông mày chúng ta sẽ lấy là 2,5 cm. Chia đôi. Rồi, từ đầu lông mày đến đỉnh từ đầu lông mày đến đỉnh lông mày 3,4 đến 3,5. Ok, vẽ nhanh nhá, quá thuộc rồi. Tiếp theo từ đầu lông mày đến đuôi lông mày 5,5. Ok, rồi mình sẽ vẽ cái dáng mà mình vừa vẽ lên tay lên đây cho mọi người xem. Từ đỉnh lông mày chúng ta sẽ lấy độ cao lên là 8. Đây là dáng Hàn Thái hả em? Châu Âu ạ. Châu Âu các độ em to nhé. Của đầu lông mày là 0,8. Comment châu Âu nào mọi người, comment châu Âu nào. Mọi người comment châu Âu nào. Đuôi chúng ta gióng từ đầu dưới sang. Comment dáng châu Âu. Dáng châu Âu nào. Rồi mình sẽ vẽ nhanh nhá. Cái phần thân này các bạn có thể hơi ướn nhẹ xuống, hơi bõng nhẹ xuống. Đó, phần đỉnh cua mềm. Cái 30 đâu rồi? Đuôi S. Đuôi đâu rồi? Dáng châu Âu nào đâu hết rồi? Phần bụng này chúng ta hơi chửa một chút xíu nha. Các bạn có thể tùy dáng, các bạn thích vẽ dáng nào cũng được nhá. Các bạn thích vẽ dáng nào cũng được. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người đi khung và lắp chuông cái dáng này nhá. Mưa to quá. Uầy, Hà Nội mưa rất to. Mọi người comment tương tác nhau đi nào, comment thả tim nhau tương tác nào để cho nó vui lên nào cả nhà ơi. Hôm nay học thiếu nhạc nhỉ? Châu Âu. Rồi, mọi người lưu ý khi đi khung chúng ta sẽ để độ dài kim là 2 chấm nhá. Khi đi khung để độ dài kim là 2 chấm. Anh kiểm tra bên điện thoại bên kia xem nào. Rồi, các bạn lưu ý chúng ta sẽ phải đi khung đường dưới trước. Và cái điểm này là cái điểm mà mình cần nhắc các bạn đây này. Cái này là cái cần nhắc, đó là khi cái đuôi nó như thế này. Khi đuôi nó là đuôi chữ Y như thế này thì mọi người lưu ý chúng ta đi khung chúng ta phải đi cả cái phần Y xuống như này nhá. Đi khung từ đường dưới các bạn sẽ đi từ cái phần Y phía dưới này, các bạn đi xuống. Các bạn đi dần về, chứ chúng ta đừng đi từ chữ V nhá. Nó là chữ Y cho nên đừng có đi mất cái đuôi của nó. Chúng ta sẽ đi từ cái đuôi đường dưới trước. Các bạn sẽ đi đường thẳng như sau. Quên trường dẫn ra ngoài. Các bạn sẽ đặt kim xuống lấy đà này. Lấy đà. Và chúng ta sẽ đi nhích dần về lòng mình. Một đoạn khoảng tầm 0,1 đến 0,2 mm mọi người nhé. Một đường đi chúng ta sẽ đi khoảng 0,1 đến 0,2 mm. Không được đi dài quá. Đi dài quá rất dễ bị rích rắc. Và kim chúng ta không nhấc lên khỏi bề mặt da. Nhưng mà không sâu. Độ kịch. Ẩm quá. Sấm nha, hôm nay sấm. Kim đi xuống dưới da chỉ khoảng 0,1 mm thôi. Một đoạn dài 0,1 đến 0,2 mm. Còn lướt cái kim xuống chỉ chạm cái đầu kim và không nhấc lên các bạn nhé. Không ấn kim, đó chúng ta sẽ đi đường khung như thế này.
không được đi dài tay nhé mọi người nhá. Nếu mọi người đi dài tay thì có thể là lau đi sẽ bị mất khung, hoặc là nếu mà đi lên người nó dễ bị mất khung. Còn nếu mà các bạn đi lên da nó dễ bị rích rắc. Chỗ các bạn có mưa không? Ở chỗ mọi người có mưa không? Ở đây đang mưa rất rất to. Có bị ồn không mọi người? Mọi người comment xem có bị ồn không nha. Có xem được không? Học được không? Đang học hay mà. Dạ. Mình sẽ đi, tại vì cái kim nó sẽ nhỏ hơn cái đường bút chì. Mình sẽ đi vào cái phần khung ngoài của cái đường chì của mình nhé. Sài Gòn trời đẹp lắm, ok đi, quý chị. Mọi người cùng, nếu mà xem video ấy thì cùng đăng ký kênh YouTube của Học viện Yoga Sinh nhé. Các bạn đã đăng ký kênh chưa? Cùng đăng ký kênh để từ giờ tới đi là mình và cô Trang sẽ cùng đào tạo mọi người ở đây. Mọi người có nghe thấy mưa to? Kênh YouTube sẽ được hỗ trợ học nhiều hơn, để mọi người có nhiều link để share cho mọi người, các bạn và các bạn học và xem lại nhé. 1 cm phần đầu lông mày thì các bạn sẽ chỉ đi tạo hạt thôi nhé. Tụt gần, đi tụt bởi vì do mạng đó quay quay rồi. Anh bật 3G đi. Mở bao giờ? YouTube có xem được không? YouTube có xem được không mọi người ơi? Alo alo. Alo. Phần đuôi bên đường trên các bạn lưu ý, chúng ta sẽ đi cách bỏ cái phần đuôi trên khoảng tầm 2-3mm nhé. Mọi người ơi, YouTube xem được không? Được ạ. Chúng ta sẽ đi tạo hạt nhé. Ôi mưa to quá. Chúng ta sẽ đi tạo hạt hết một chiều vào lòng mình nhé. Thế vẫn cứ like tiếp bình thường nha. Mọi người comment đi, mọi người comment đi. Comment nào. Comment nào. Comment tiếp tục hay là... comment học tiếp, học tiếp, học tiếp nào. Mọi người đi một chiều vào lòng mình nhé. Còn phần khung dưới là chúng ta sẽ đi nét nhá. Còn khung trên các bạn sẽ hãy một chiều thôi. Mưa to quá, sấm chớp ùn ùn luôn. Chắc là ảnh hưởng đến mạng. Khi các bạn lau đi thì chúng ta sẽ thấy một đường khung vừa phải, không bị sâu quá. Tại vì ở đây mình hướng dẫn chuẩn bị mọi người hướng dẫn mọi người ghim hạt, thế nên là mình sẽ không để cái đường khung nó nét quá như cái phần ngoài mình hướng dẫn các bạn nhé. Phần ngoài hướng dẫn đây là cái lực mà sẽ là để đi lên người đây này. Lực để đi lên người nhá. Còn đi trên da giả, bởi vì lát mình hướng dẫn ombre cho, mình không muốn cái đường khung nó bị đậm quá, cho mình sẽ đi đường khung vừa phải. Các bạn sẽ đi đường khung vừa phải trên da giả. Tiếp tục comment đi đường khung vừa phải nào. Không, chúng ta làm ombre thì mọi người lưu ý này, cái đường khung trên các bạn đừng đi nó đậm quá, bởi vì là cái đường khung trên mà đi đậm thì những cái dáng của chúng ta nó rất là cứng. Cái dáng nó rất là cứng, thì cho nên là mọi người đừng đi cái đường khung trên nó đậm quá mọi người nhé. Đường khung trên đừng đi đậm quá, nhìn cái dáng nó bị cứng. Cái điểm này là cái điểm nhiều bạn mắc phải. Đường khung dưới các bạn có thể đi nét một chút cũng được, nhưng đường khung trên thì đừng đi đậm quá nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ học lắc tay nào. Chúng ta sẽ học lắc tay nào. Phải cần độ dài của cái máy, độ xa của cái máy thì mới nhìn được máy, nhìn được tay. Rồi mọi người, chúng ta cùng nhìn tay nhé. Tại vì từ sáng mình cũng nghe mấy bạn học viên có nhắn, đó là không biết cách cầm máy lắc và hay bị nhầm lắc ngón và lắc cổ tay. Thì các bạn cùng nhìn nhé. Khi mà chúng ta lắc ngón tay ấy, thì các bạn sẽ chỉ dùng những ngón tay này các bạn lắc này.
Trường hợp mà các bạn không thể lắc được cổ tay thì chúng ta cũng có thể hất bằng ngón tay được nhá. Nhưng mà khi hất bằng ngón tay thì thường là cái hạt nó sẽ không được to như các bạn lắc bằng cổ tay đâu. Cho nên là nếu như các bạn đi môi ý, nếu các bạn đi môi thì chúng ta sẽ lắc bằng ngón tay ok. Nhưng mà đi mày mà lắc ngón tay không ý, thì cái hạt nó không được to. Vì vậy mà chúng ta làm lên trên lông mày thật thì nhìn cái nó không rõ hạt, nhìn nó chỉ mịn thôi. Đó, đây là mình chỉ lắc ngón tay không thôi. Mọi người cùng nhìn nhá, nếu chỉ lắc ngón tay không là chúng ta chỉ điều khiển ba ngón tay thôi. Thì cái này là nhiều bạn đi dễ này. Phần lắc ngón tay như thế này thì nhiều bạn đi dễ. Đó, lắc ngón tay như thế này mọi người đi dễ này. Đó, chúng ta kẹp vẫn có thể là hạt nó rất là tròn. Thì trường hợp mà không thể học được cổ tay thì chúng ta đành đi ngón tay. Thì dần dần cái tay của mình nó quen. Thế ra muốn đi được cổ tay thì ngón cái này này các bạn phải kẹp chặt vào máy. Thì cái lúc đấy thì cái cổ tay của chúng ta là mới làm việc. Nếu mà ngón cái thả lỏng ra thì dễ là chúng ta chỉ đi ngón tay thôi. Mọi người thì thử ngón cái, mọi người thử lại đi, thử ngón cái kẹp ấn chặt vào máy, sau đó là điều khiển bằng cái cổ tay của mình. Mọi người thử lại đi. Mọi người nhìn cái tay mình cầm nhá, máy thẳng vuông góc này. Nếu như trong trường hợp những bạn nào mà chỉ đi lắc được ngón tay như này thôi thì các bạn thử ép chặt cái cổ tay, ép chặt cái ngón cái vào máy và chúng ta dùng đến cái cổ tay của chúng ta để chúng ta lắc. Mọi người thử đi xem có được không, thì nếu như ai được thì mọi người comment chữ được giúp mình nhá. Mọi người thử ép chặt cái ngón tay cái vào cái thân máy này, sau đó chúng ta dùng cái cổ tay để chúng ta di chuyển cái cụm máy đi. Đấy là cách luyện nhanh nhất với cái cổ tay này. Mọi người thử đi. Ai đang cầm bút cũng được, không cầm cầm máy ra đâu, mọi người cầm cái bút chì cũng được. Mọi người thử lắc. Đó, chúng ta trong trường hợp mà các bạn không, tại vì nhiều lắm, mình hàng ngày mình nhận được nhiều những cái câu hỏi là không thể nào lắc được cổ tay. Thì nếu như không lắc được cổ tay thì cái hạt các bạn sẽ không ghim được vào đúng lớp trung bì nông đâu. Nếu như các bạn lắc ngón tay thì nó, một là nó sẽ chỉ ở trên lớp biểu bì, hai nó sẽ bị mạnh xuống tận lớp hạ bì, và chỉ một vài hạt nó ở lớp trung bì nông thôi. Cho nên là các bạn không kiểm soát được lực nhiều. Và đa phần là nếu các bạn lắc ngón tay thì mình hầu như thấy là các bạn đi trên lông mày nó dễ bị bệt. Bởi vì nó sẽ bị ảo ở trên lớp biểu bì nhiều. Nếu mà chúng ta đi lông mày bằng ngón tay ấy, nó dễ bị ảo ở lớp biểu bì. Cho nên là các bạn cố gắng mà luyện được thì các bạn lên luyện bằng cổ tay nhá. Thì các bạn nhìn kỹ lại đi. Các bạn cùng nhìn kỹ lại nhé. Chúng ta ép chặt cái ngón cái vào như chúng ta. Các bạn đừng quặp ngón cái như này. Quặp ngón cái như này thì nhìn nó hơi cứng. Nhìn nó hơi cứng, còn lắc thì vẫn lắc được nhé. Vẫn đều vẫn là ok, nhưng mà nhìn nó sẽ bị cứng. Và các bạn đi nó dễ bị mạnh tay. Mọi người nhớ, nếu như chúng ta quặp cái ngón cái xuống được nhưng mà nó dễ bị mạnh tay. Không phải là không được đâu, đều được nhá, cầm như thế nào cũng được, đều được, nhưng mà nó dễ bị mạnh tay. Cho nên là các bạn nên để ngón cái lên trên này này. Để ngón cái lên trên này và chúng ta nếu như các bạn thả lỏng ngón cái không có động, không có kiểm soát cái lực ngón cái này này thì chúng ta dễ bị lắc bằng ngón tay. Đó, chúng ta dễ bị lắc bằng ngón tay. Đó, mọi người nhìn thấy không? Dễ bị lắc ngón tay, vẫn hạt vẫn rất là tròn. Đó, hạt vẫn rất tròn, vẫn rất ok. Đó, còn nếu mà bạn nào đi mà bị cái hạt nó kéo dài ra hay là không được, phải luyện lại nhá. Còn bây giờ là chúng ta thử này, thử đặt cái ngón cái vào thân máy và đúng cái phần thân máy này nhá. Đúng cái phần khoảng cách giữa cái phần sắt này và phần nhựa này. Chúng ta đặt vào và chúng ta ép cái ngón cái vào cái máy, sau đó chúng ta ép cái cổ tay của mình lắc. Thử ép cái cổ tay của mình lắc. Đó, mọi người thử đi xem được không? Ai được thì comment chữ được rồi giúp mình nhá. Comment ép cổ tay lắc được. Comment nào mọi người ơi, comment nào, lại quên rồi. Alo. Đó, vì khi các bạn lắc được cái cổ tay thì cái hạt nó sẽ ghim tròn hơn rất nhiều và nó sẽ ghim đúng tầng của da, nó đi qua lớp biểu bì. Nó đi qua lớp biểu bì và nó sẽ ghim đúng cái tầng mà chúng ta cần nhất, đó là tầng lớp trung bì nông. Cái tầng mà chúng ta cần ghim hạt để cho lông mày nó không bong ấy. Lông mày bong mà như không bong ấy các bạn ạ. Cái kỹ thuật này là kỹ thuật dành cho những các bạn muốn đi lông mày bong mà như không bong. Tức là các bạn sẽ kiểm soát được cái màu bong da. Các bạn muốn đậm thì các bạn đi đậm. Các bạn muốn nhạt thì các bạn đi nhạt. Chứ các bạn không phải lo là mình làm xong không biết là bong da nó đậm hay nhạt. Nếu các bạn đi được đúng cái kỹ thuật này, đúng cái lực tay như thế này thì mình đảm bảo luôn một điều, đó là các bạn dù làm mực màu gì thì bong da nó cũng sẽ giữ được nguyên màu đấy. Các bạn nhớ, nó chỉ mất đi khoảng 10% thôi, nó sẽ giữ được đến 90% màu nếu các bạn đi đúng kỹ thuật. Cho nên mình rất cần hướng dẫn kỹ cho các bạn bài này, mình hướng dẫn đi hướng dẫn lại luôn cái bài này.
Thì các bạn hãy thử lại nhé. Chúng ta ép cái ngón tay của mình vào máy và chúng ta ép cái cổ tay của mình nó phải làm việc. Đó, chúng ta ép cái cổ tay làm việc. Đương nhiên ngón tay chúng ta vẫn phải kẹp máy nhé. Ngón tay kẹp máy chứ. Nhiều bạn đang để ngón tay trỏ ở đây này. Nhiều bạn đang để cái ngón tay trỏ mình ở chỗ này. Đó, nhiều bạn đang để ngón tay trỏ mình chỗ này. Thì nó sẽ không có giữ chặt được cái máy đâu. Cho nên là các bạn phải kẹp cái ngón tay của mình như này nhá. Các bạn phải dùng hai ngón trỏ và ngón giữa. Các bạn kẹp cái máy nó lại như này. Và ngón cái chúng ta để lên đây. Mọi người nhìn thấy không? Mọi người phải nhìn thật kỹ từng ngón tay của mình nhá. Từng ngón tay một và sau đó là các bạn kẹp cái ngón tay cái của mình vào và chúng ta ép cái cổ tay của mình lắc. Anh chỉnh máy này nhé, em không nhìn được máy này đâu. Đó, sau đó các bạn lắc. Thì khi lắc được cổ tay thì cái hạt mực của chúng ta nó sẽ đi qua lớp biểu bì và ghim lại tại lớp trung bì lông. Đi qua lớp biểu bì và ghim lại tại lớp trung bì lông. Và khi lau đi thì hoàn toàn không thấy mực bám ảo ở trên lớp biểu bì mà hạt mực được ghim tròn xuống lớp trung bì lông. Và khi bong ra nó chỉ bong cái vẩy da chết thôi nhưng nó không bong mực. Đó là cái điều mà mình mong muốn hướng dẫn các bạn. Và khi chúng ta lắc xuống, mọi người lưu ý sẽ phải có những tiếng sột 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 phải thật đều. Chứ nó không được quá nhẹ mọi người nhớ. Nhẹ quá thì nó sẽ bị bám vào trên lớp biểu bì đấy. Nhưng mà thường chúng ta lắc lực bằng cổ tay này thì sẽ đúng cái vừa lực luôn. Nó không bị mạnh quá mà cũng không bị nhẹ quá đâu. Nên các bạn cố gắng học lắc cổ tay nhé. Chúng ta nhìn kỹ, mình sẽ cố gắng lắc thật nhiều để cho các bạn cùng nhìn từng ngón tay nhé. Chỉ đừng nhìn chỉ nhìn cái hạt xuống nhé. Các bạn đừng chỉ nhìn cái hạt mà hãy nhìn cái ngón tay. Nhìn hãy ngón tay và nhìn cái thao tác mình lắc nhé. Đó, bài này luyện đi luyện lại. Cái bài này là bài cực kỳ quan trọng mà những học viên của mình học tại học viện ấy, mình yêu cầu các bạn học rất là kỹ luôn. Và khi mà chúng ta nhìn cái hạt mà mình đi xuống ấy, nhìn nó hạt nó phải thật tròn chứ nó không bị kiểu như vệt dài ra ấy. Thì là ok nhá. Đó, chúng ta nhìn những cái hạt nó sẽ tròn và cái hạt nó sẽ tơi dài ra chứ nó không bị bổ đầu bổ đuôi nhá. Nó không bị như thế này. Nó không bị dồn đầu dồn đuôi, nó không bị dồn đầu dồn đuôi và nó hạt của nó nhìn nó tròn đều thì là ok. Và những cái hạt của các bạn đi xuống những cái đường đánh ấy, những cái hạt nó phải thật đều nhau chứ nó không được đường ngắn đường dài, hạt to hạt nhỏ. Comment hiểu hay không ạ? Có hiểu không ạ? Mọi người có hiểu đoạn này không? Khoảng cách giữa các hạt nó sẽ rơi vào khoảng tầm 0,2 mm. Mọi người nhớ, mọi người comment nào, khoảng cách giữa các hạt là 0,2 mm. Comment nào. Khoảng cách giữa các hạt, mọi người hãy nhìn cái hạt của mình nhớ. Khoảng cách giữa các hạt là 0,2 mm. Zoom sát nha, zoom sát này. Đây để em lau đi, em đánh lại cho mọi người nhìn nó, cho nó sạch. Hiện tại là trên YouTube đang là 35 người dần. Đấy, nhiều hơn. Rồi. 32 ok, rồi. Mình sẽ đánh lại vào đây cho các bạn nhìn nhá. Đánh ra phần trắng này nhá. Nhìn kỹ nha. Mọi người nhìn này, khoảng cách giữa các hạt nhá. Một đường đánh xuống là khoảng 1 đến 1,5 cm và khoảng cách giữa các hạt là 1,5 đến 2 mm, cho 1,5 nữa đi. Để nhiều khi mình đánh nhẹ đánh mạnh ấy. Nhìn đó, các hạt có rõ không ạ? Trung bình các hạt nó sẽ là khoảng cách giữa các hạt nó sẽ khoảng 0,2. Khoảng 0,2, 1,5 à không, nó gọi là gì? 0,15 mà. Đến 0,2. Đúng rồi. mm. Cô giáo đang hơi bị nhầm một tí. Ý là vẫn dùng từ 0. À, đang bị loạn cái đoạn 0. Ấy. Đó. 0,2 mm, 0,15, 0,2. 0,2 mm. Đúng rồi. Okay. Đây. Rõ mọi người nhìn không ạ? Hạt tròn và khoảng cách giữa các hạt khoảng nhá. Khoảng 0,15 đến 0,2. Cái này zoom lên đi nha. Mm. Zoom lên đi nha. Đây. Cho đội Facebook cùng nhìn. Cái này là zoom đi nha. Đấy. Hạt nó phải thật tròn xuống và khoảng cách giữa các hạt là 0,15 đến 0,2 đi. Mọi người hiểu đoạn này mà, mình biết mọi người hiểu mà. Ok, comment hiểu nào, comment. Mọi người hiểu, comment hiểu đi nào. Comment hiểu luôn. Mọi người phải nhớ cái khoảng cách này để mình khi mà mình đánh trên da giả để mình biết là mình đánh đúng hay đánh sai nhá. Kỹ thuật này rất quan trọng. Đây được gọi là kỹ thuật bong nhưng không bong đấy. Rồi tiếp theo đi. Đây được gọi là kỹ thuật bong nhưng không bong đấy. Comment hiểu nào. Ok, đánh tiếp nào.
Rồi, ok, khi mà chúng ta đã hiểu về kỹ thuật rồi, các bạn đánh một lượt như thế này thì cái điểm gối của các bạn sẽ phải bằng một nửa cái điểm kia. Như này nhá. Đây, một đoạn đánh là đoạn này đây. Đoạn này được gọi là lượt đầu tiên này. Đoạn này được gọi là lượt đầu tiên. Thì cái lượt tiếp theo các bạn đánh nó sẽ phải gối một nửa của thằng lượt đầu tiên này. Hất xuống. Hiểu cô, ok, 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 ok. Comment đó, tiếp các đi. Bạn sẽ phải gối một nửa của thằng lượt trước, gối xuống dưới. Và lưu ý, cái kim của chúng ta sẽ phải hất lên hai chiều theo đường cong nhá. Chứ các bạn đừng gạt cái đường kim xuống như này là nó sẽ bị khúc. Nó sẽ bị khúc đầu, khúc cuối, nhưng nó gọi là tô đấy, là không được đâu. Là bị bệt màu đấy. Chúng ta sẽ phải lắc cái cổ tay của mình và nối một nửa của đoạn đầu. Đấy, mình có quay cả cái bàn tay đấy. Các bạn nhìn thấy cái tay chưa? Đó, chúng ta sẽ phải gối và lượt tiếp theo các bạn lại gối. Gối một nửa của đoạn mới, lại gối như vậy thì các bạn sẽ không bao giờ bị đánh khúc. Không bao giờ đánh khúc luôn. Đó, không bao giờ bị khúc mọi người nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh vào cái lông mày cho mọi người nhìn nhá. Mọi người mà xem mà hay thì có thể share cho mọi người cùng xem, có thể lấy cái link này gửi cho mọi người khác cùng học. Nhớ đăng ký kênh YouTube của Eva Sinh nhé. Có thể kết bạn Zalo với cô Trang. Số điện thoại là mình comment ở dưới. Comment luôn là 0989 112 966 nhá. Zalo cô Trang để hỏi tất cả các thắc mắc trực tiếp với cô Trang luôn là 0989 112 966 nhá. Yên tâm là câu hỏi nào cũng sẽ được trả lời. Dù các bạn là ai thì dù bất kỳ học viên hay của Eva Sinh hay không phải hỏi đều ok nhá mọi người. Bây giờ mình sẽ lau sạch đi và mình sẽ đánh trên cái da giả này cho mọi người nhìn nhá. Hơi bị rung, đang giữ này. Lắc nhẹ. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh nhá. Ok, đánh nhanh cái mày luôn à, đi luôn à. Cái phần đuôi nhọn này chúng ta sẽ hất một chiều vào lòng mình. Phần đuôi nhọn hất một chiều. Đấy, mình zoom đẹp luôn, tròn luôn. Phần đuôi nhọn hất một chiều thôi nhá. Đuôi bên kia thì các bạn cũng chỉ nên hất một chiều thôi, cái phần nhọn ấy. Rồi đến cái phần to các bạn có thể lắc hai chiều được. Ok. Mọi người lưu ý này, nhiều bạn đang bị một cái vấn đề đó là đánh chưa hề khít hạt đã rời ra chỗ khác. Khi các bạn đánh là nhìn cái hạt của chúng ta đã phải khít thì chúng ta mới được nhích máy đi nhá. Và chúng ta luôn đánh từ giữa ra lan ra phần thân, phần khung. Đánh từ giữa lan ra phần khung. Mọi người đánh ở giữa và lan ra cái phần khung của mình nhá. Ôm sát khung và đánh đè lên khung. Muốn chuẩn dáng ấy thì ngay từ đầu tiên các bạn đã phải đánh đè lên cái khung của mình rồi. Chứ đừng bỏ cái khung lại. Nhiều bạn mới làm là hay bị kiểu như sợ đánh ra ngoài ấy. Cho nên là toàn đánh ôm gần gần cái khung thôi. Thì như vậy khi các bạn bo khung thì nó sẽ bị mất dáng và dễ bị làm đậm khung ấy. Cho nên khi mình đánh ấy, mình đánh hẳn lên trên cái đường khung ấy bạn nhé. Kể cả một vài hạt nó rơi ra ngoài không vấn đề gì đâu. Đó, chúng ta đánh luôn lên đường khung nhé. Cái phần đỉnh, phần thân này các bạn chỉ đánh hất một chiều vào lòng mình thôi nhé. Xong đến cái phần thân giữa các bạn lại lắc hai chiều. Đấy, các bạn nhìn thấy đi đến đâu là chúng ta sẽ phải tiết các hạt đến đấy. Thì như vậy thì khi các bạn đi nó mới không bị đi nhiều lượt thì da, vùng da của khách hàng sẽ không bị tổn thương nhiều thì nó mới không bị bong vẩy nhiều. Chứ còn nếu mà các bạn đi kiểu mỏng manh quá xong các bạn lau lia nhiều, đi nhiều lượt ấy là nó sẽ bị chảy xước cái vùng da, nó dễ bị tạo thành lớp vẩy và nó bị bong vẩy nhiều thì nó lại khó giữ được màu nhá. Cho nên chúng ta đi đến đâu là phải thật khít hạt đến đấy.
Và bắt đầu mình sẽ thưa hạt dần về phần thân và đầu lông mày. Comment đi ạ. Đó, chúng ta sẽ làm thưa hạt dần về thân và đầu lông mày nhé. Cái đường chân dưới này mình vẫn luôn luôn đi đậm hơn để tạo cái hiệu ứng ombre. Mọi người có thấy nét không ạ? Có bị mờ không? Vì thời tiết như này mình cứ hỏi liên tục xem có ok không nhá. Ok, đang thấy bị tụt bởi vì là chắc là do thời tiết. Cái phần thân trên này mọi người lưu ý là chúng ta sẽ hất một chiều thôi nhé. Thư hạt thân vào đầu máy, okay, comment đi ạ. Đó, mọi người khi đánh là chưa lau đi, kể cả mình chưa lau đi thì mình vẫn phải nhìn thấy cái hiệu ứng mà đậm đuôi và nhạt dần về đầu lông mày. Và cái phần khoảng trống này này, cái phần khoảng phần đầu lông mày này các bạn sẽ phải đánh thưa hạt hơn nhé. Thì nó sẽ không bị vuông và cứng đầu lông mày. Chúng ta sẽ lau đi nha. Đấy, khi chúng ta lau đi sẽ nhìn thấy luôn hiệu ứng đậm nhạt. Đây là lượt đầu tiên. Và tiếp tục lượt thứ hai y chang như vậy. Làm trên người cũng vậy mọi người nhé. Chúng ta cứ đi như vậy. Anh thỉnh thoảng để ý cái máy nhé. Tại vì em có thể di chuyển ra đấy. Cái phần thân dưới mọi người vẫn cứ ôm nét vào cái khung dưới nhé. Và phần khung trên chúng ta giải hạt thưa thưa ra. Sắp sửa mình đang nhập về một lô máy thần thánh cải tiến mới nhất của bên hãng. Giá này không hề cao. Máy thần thánh cải tiến mới nhất nó có rất nhiều chức năng luôn. Các bạn có thể gảy hạt tròn này. Nó có sẵn một cục ổn áp và có thể đi headshot được luôn. Hạt của nó rất là tròn đẹp và có giá chỉ có hình như là 800 mấy. Mình đang nhập một lô về rồi, chưa đến 900. Máy phiên bản mới nhất, được cải tiến mới nhất luôn. Và Evasing đang đăng ký là nhà phân phối đầu tiên đưa cái dòng máy thần thánh cải tiến về Việt Nam. Nên khi nào về mình sẽ giới thiệu với mọi người nhé. Cái máy đấy nó có độ ổn áp rất là tốt luôn. Nó hỗ trợ cho những bạn mới ra nghề. Nó có sẵn cái cụ ổn áp rồi, các bạn không phải mua cụ ổn áp nữa. Và nhìn nó xịn sò lắm. Website của Evasing là evasinggroup.com, các bạn có thể vào. Đó, những lượt sau các bạn sẽ đi mỏng hơn lượt đầu tiên, và lượt đầu tiên là cái lượt ôm dáng. Những lượt sau các bạn sẽ đi mỏng hơn nhá, bắt đầu nó tạo hiệu ứng lên rồi. Và luôn luôn nhớ cái phần eo về đuôi nó sẽ phải đậm hơn nhá. Rồi đây là mình sẽ đi bằng lượt và bằng lực mình đi lên người. Ô, cứ chạm vào cái là nó rung cái bàn. Rồi lượt thứ ba mọi người nhá. Các bạn sẽ đi nét cái phần đuôi hơn nè. Chúng ta sẽ cho cái đuôi nó nhọn nét hơn. Cái chân em kìa, cái chân em đừng đạp vào. Đúng không? Rồi lượt thứ ba bắt đầu các bạn ôm eo cho mình, ôm khung dưới cho mình, ôm vào đúng cái đường khung cho mình nhé. Comment lượt ba nào, comment lượt ba nào. Lượt ba ôm vào đúng cái phần khung dưới cho mình như thế này. Đó, các bạn làm đúng như mình như này đi. Thì mình thấy là khi các bạn làm nên nhìn cái dáng của các bạn sẽ nét.
Nửa thứ ba các bạn ôm đúng cái phần khung dưới như thế này. Buổi hôm nay là buổi học test đầu tiên của K30 trên YouTube. Thì các bạn K30 chú ý là lịch học sẽ tiếp tục update cho mọi người liên tục. Và yêu cầu các bạn ấy là phải lần sau là phải đúng giờ. Và chịu khó chuẩn bị dụng cụ và mạng cho thật tốt. Hôm nay kể cả hôm nay trời thời tiết nó tự nhiên nó cũng mưa to quá, đông là nó cũng không tốt lắm. Nhưng mình nghĩ là buổi sau sẽ tốt hơn rất là nhiều. Các bạn cũng theo học rất là tốt như này là ok lắm rồi. Chúng ta sẽ đi chỉ cái đường như này thôi. Để nó nhấn, để nó tạo hiệu ứng đã. Các bạn sẽ làm tạo hiệu ứng đã. Sau đó chúng ta sẽ nhấn thêm nhá. Lượt 4 chúng ta sẽ nhấn một chiều phần thân trên nếu bạn muốn làm ombre. Rồi chúng ta sẽ hết một chiều phần thân trên nào. Và hạt thưa nhá. Hết một chiều phần thân trên và hạt thưa nào. Hất xéo nhé mọi người nhé, mọi người sẽ hất xéo. Mình làm trên người mình hay làm như thế này để cho cái dáng lông mày của mình nó không bị cứng. Cái phần thân trên này nó không bị cứng hạt ấy, nó không bị cứng khung ấy. Tạo được cái hiệu ứng ombre. Và cái phần nào các bạn thấy thiếu các bạn nhấn một lượt nữa là xong. Bởi vì đây là kỹ thuật không bong. Kỹ thuật lông mày không bong, tức là nó chỉ nếu có bong nó chỉ bong kiểu như là vẩy da chết thôi. Cho nên các bạn không được đi kiểu đen đậm quá nhé. Không được đi kiểu đen đậm quá. Và cái phần thân đỉnh này chúng ta đừng đi nó bị cứng quá. Thì nhìn cái dáng nó không được mềm mại. Đó, nếu các bạn muốn đậm nét hơn thì các bạn có thể nhấn cái phần thân dưới thêm một chút thôi. Sau buổi học sẽ có 10 phút để hỏi nhé. Ai có câu hỏi thì có thể ghi lại xong chuẩn bị đặt câu hỏi nha. Dành cho 10 phút để hỏi đáp nha mọi người. Chắc khoảng 10 phút nữa là xong rồi. Xong rồi anh. Xong rồi. Cũng được 70 phút đến nơi rồi. Rồi chúng ta đã hoàn thiện cái lông mày kỹ thuật không bong. Xong rồi đây ạ. Vâng ạ. Ok, cho 10 phút để hỏi đáp. Mọi người comment xem là có đẹp hay không ạ. Nói thật lòng như nào, em cứ bỏ xuống, em cứ bỏ xuống. Đấy, comment nào. Cho cô giáo. Làm sao mọi người dám chê, cho nên là anh bảo cô này nó hơi tế nhị. Sao đâu. Ô, sao nhìn trên Facebook nó nhạt thế nhỉ? Hay do Facebook anh nói ánh sáng nhỉ? Do Facebook ánh sáng. Cái bút chì vẽ trên cái da này lau đi mãi nó không hết này. Cái bút đường bút chì này này. Thôi kệ thôi. Mọi người để ý nhá. Thứ nhất là với kỹ thuật lông mày không bong ấy thì chúng ta không được đi đen đậm quá. Và khi chúng ta làm xong thì toàn bộ những cái hạt mực của các bạn nó ghim thẳng xuống. Nó ghim thẳng xuống dưới da, chứ nó không bị kiểu bếp 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 phía trên bề mặt da. Cái thứ hai là cái hiệu ứng lông mày nó phải nét cái phần chân này và phần phía phần thân trên là nó sẽ nhạt dần đi. Bây giờ có thêm một cái mốt nữa, đó là mốt tạo đường lai đậm. Thì để bài ngày hôm sau mình sẽ hướng dẫn mốt tạo đường lai đậm nhá. Thì để bài sau mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo đường lai đậm. Còn bài này mình sẽ hướng dẫn mọi người cái phun cơ bản nhất. Đó là phun tạo hiệu ứng phía chân dưới đậm và nó nhạt lên phần thân trên. Thì khi các bạn làm thì khi bong ra lông mày của khách hàng nhìn nó cực kỳ là tự nhiên mà nó vẫn giữ được độ mềm. Vì vậy mà lúc đầu mình đi khung lông mày mình hướng dẫn các bạn là cái phần này này, cái phần thân trên này các bạn đừng đi nó đậm lên. Đi nó đậm lên thì khi chúng ta đánh hạt ấy, chúng ta đánh hạt thì nó vẫn bị lộ một cái đường khung phía trên này này. Thì nhìn cái dáng lông mày khách hàng khi bong ra nó rất là cứng và nó rất bị kiểu cũ, nhìn cái lông mày nó kiểu rất là kiểu dáng cũ. Thế cho nên là bây giờ cập nhật những cái mới thì mình các bạn lưu ý là cái phần thân trên. Nếu như các bạn không thể đi được khung nhạt phần thân trên thì tốt nhất các bạn sử dụng bút định hình nhá. Nếu các bạn không thể đi nhạt được phần khung trên các bạn sử dụng bút định hình để làm sao cái phần khung trên này chúng ta đừng có bị đậm quá. Thì chúng ta chỉ đi khung dưới để giữ tạo được cái chân cho chân lông mày nó nét. Cái đường khung dưới thì nên nét bởi vì như vậy thì những cái form dáng nó mới không bị hỏng.
Còn phần thân trên thì chúng ta đừng lên đi đậm quá. Đó, mọi người đều lưu ý nhất là cái phần khung đỉnh này này. Đây mình vẽ thử một cái đường khung như thế này và nhá, mình vẽ thử đây này. Mình vẽ thử trong trường hợp mà các bạn đi khung nó bị đậm ấy. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nếu như mà các bạn đi khung cái phần này nó đậm lại phát, tự dưng nhìn cái dáng của mình nó bị cứng luôn. Đó, nhìn cái dáng nó bỗng tự dưng nhìn nó cứng hơn. Nó cứng hơn rất là nhiều luôn. Cho nên là các bạn chúng ta sẽ lưu ý cái phần chúng ta sẽ lưu ý cái phần khung trên xoay chiều nào nhìn nó trên máy nó vẫn không đúng dáng. Đó, mọi người lưu ý cái phần thân trên này nhá. Bài ngày hôm sau mình sẽ hướng dẫn mọi người đánh đường line, đánh hiệu ứng đường line nhá. Hiệu ứng nổi đường line lên ấy. Nó các hạt nó phải thật sự viêm tròn xuống. Trên zoom trên máy thì nhìn nó không ok bằng. Đó, ok, bây giờ chúng ta nhìn mặt nhau một chút nào. Để hỏi đáp một chút nhá, sau đó chúng ta nghỉ. Quang Vinh vòng là ai ta? Chết rồi. Sao đi cả nhà. Gặp nhau nha. Cái này nó hơi cao. Do em không biết chỉnh thì phải chỉnh. Rồi, buổi học ngày hôm nay chúng ta học về cách vẽ đường nét trên tay và cách đi khung và phối màu trên lông mày. Bài hôm sau chúng ta sẽ học cách tạo hiệu ứng đường line. Và đây là kỹ thuật phun lông mày không bong, ghim hạt đúng tầng của da, đó là lớp trung bì nông của da. Thì mình yêu cầu những bạn K30, yêu cầu những bạn K30 và K10 Hồ Chí Minh và các bạn ở dưới Hải Phòng, những bạn đang theo học của Eva Sinh sẽ gửi trả bài một dáng lông mày vẽ trên tay hoặc trên người vào nhóm học online nhé mọi người nhé. Vào nhóm online mình yêu cầu bài trả bài của các bạn K30 và các bạn K10 Hồ Chí Minh và Hải Phòng sẽ gửi trả bài mình qua nhóm học online, nhóm kín để mình kiểm tra đường nét của các bạn. Sau mỗi bài học chúng ta sẽ có bài kiểm tra mọi người nhé. Chúng ta bắt buộc sẽ phải duy trì cái khoảng thời gian mà chúng ta học online như thế này. Yêu cầu mọi người chúng ta sẽ học và trả bài. Có như vậy thì mình mới có thể dạy các bạn tiếp những bài tiếp theo được. Nếu như dạy xong mà các bạn không hiểu, các bạn không trả bài thì mình không thể dạy tiếp được mọi người nhé. Đâu hết rồi? Đâu hết rồi nào? Mọi người những ai còn đang học thì comment cho mình chữ Y nào. Hạ nộp, đúng rồi. Hạ nộp của chúng ta sẽ là hôm nay là thứ 3, hạ nộp của chúng ta sẽ là thứ 6 nhé mọi người nhé. Hạ nộp bài sẽ là hết thứ 6. Hạ nộp bài là hết thứ 6 tuần này. K30 và K10 nhá. Trần Kiều, Hằng, K30 và K10 Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Tất cả các bạn lưu ý, hạ nộp sẽ là thứ 6, hạ nộp đó là trả bài vẽ trên tay hoặc trên người. Hoặc ở đâu cũng được, bộ phận trên cơ thể mọi người nhá. Chúng ta sẽ trả bài để mình nhìn cái đường nét vẽ của các bạn. Còn nếu như những bạn nào đang học mà đúng rồi hết thứ 6, những bạn nào đang học đến bài full ombre, full hạt rồi thì các bạn có thể trả bài luôn cái phần hạt. Đấy, còn nhiều bạn phần hạt các bạn trả bài trước rồi thì thôi, chúng ta sẽ trả bài vẽ trên tay mọi người nhá. Chúng ta sẽ trả bài vẽ trên tay. Chúng ta sẽ trả bài vẽ trên tay, hơi khó quay mọi người nhé. Và bây giờ có mọi người có những ai đang làm nghề có những câu hỏi nào mọi người có thể comment hỏi, nếu không thì chúng ta sẽ kết thúc bài học tại đây. Ok, Hà Thu, ông chủ nhỏ cũng phải trả bài, ông chủ nhỏ cũng phải trả bài nhé mọi người. Ok không ạ? Ok, comment ok nào, comment chữ ok trả bài nào, ok nào. Ok nào mọi người ơi. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ để chúng ta hẹn gặp nhau vào buổi học tiếp theo. Đó là bài hiệu ứng đường line mọi người nhé. Bài học sau chúng ta sẽ học bài về hiệu ứng đường line. Ok.
Rồi mọi người rất tốt. Bài học sau sẽ là bài hiệu ứng đường lai mọi người nhé. Là bài rất là mới. Là bài cực kỳ mới luôn. Và những bạn nào mà đang chưa thuộc những số đo, chỉ số về lông mày thì các bạn sẽ xem video trước. Các bạn có thể search những cái bài kênh YouTube. Trên kênh YouTube của mình ấy có rất nhiều bài online. Các bạn có thể search bài là học online bài 2. Là bài mới nhất nhá. Bài học online bài 2 bài mới nhất. Còn những cái video mà từ năm 2017-18 thì thường là các cái video đấy thì nó hơi lâu rồi. Cho mọi người hãy cập nhật lại những video mới, bài mới. Mọi người nhớ những cái bài, những cái livestream mới này này, mọi người có thể xem những bài mới. Bởi vì những cái thông số mới là mình mới cập nhật. Thì các bạn xem những video, những bài học mới. Bài online số 1 và bài online số 2. Mọi người xem lại để học những cái số đo đấy. Và để chúng ta tiếp tục cho những bài tiếp theo để mình đỡ phải nhắc lại nhiều về những cái số đo này nữa mọi người nhớ. Bởi vì mình biết là các bạn cũng đã khá là thuộc rồi. Ok, có ai có câu hỏi nào không nhỉ? Đâu rồi? Có ai hỏi gì không? Mấy giờ rồi anh? 9 rưỡi, mình học khá là tốt. Đúng 9 rưỡi rồi đúng không? Thế chào nhau một cái, bye bye nè. Rồi bây giờ mọi người comment bài tiếp theo là hiệu ứng đường lai. Để mình biết được những bạn nào đang mong muốn học bài này, hiệu ứng đường lai. Các bạn comment cho mình chữ hiệu ứng đường lai để chúng ta chuẩn bị tạm biệt nhau nào. Hiệu ứng đường lai. Các bạn comment cho mình chữ hiệu ứng đường lai để mình biết những bạn nào còn đang học. Ok, Đỗ Văn Hưởng rất tốt. Hưởng rất chịu khó học nha. Hưởng hôm nay có hỏi là cô Trang gửi cho em ra giả về học. Thì mình có nói là mua bì lợn mà học. Nhưng mà nói đấy là nói đùa, nhưng mà nói thật đấy. Hưởng nhá. Học trên bì lợn đi, mùi nó hơi kinh một tí nhưng mà nó rất là thật luôn. Các bạn sẽ nhìn được cái hạt mực của chúng ta nó ghim qua lớp biểu bì như thế nào. Mọi người nhớ, các bạn sẽ nhìn được cái hạt mực nó ghim qua lớp biểu bì như thế nào thật. Chứ còn cái da giả này chúng ta không nhìn được rõ về cái hiệu ứng ghim qua lớp biểu bì đâu. Không nhìn rõ được đâu. Cho nên là mọi người nên mua cái bì lợn thật. Lúc ấy các bạn ấy tưởng đùa nhưng mà nó là thật, mình nói thật đấy. Các bạn mua cho mình cái bì lợn và các bạn sẽ học. Kể cả học sợi hedgehog hoặc điêu khắc, các bạn học trên bì lợn đấy. Bởi vì nói thật các bạn, ngày xưa mình đi học mình không có cái da giả này đâu. Ngày xưa đi học mình không có da giả này. Và 100% là mình phải học ở trên bì lợn. Trên bì lợn thật đấy. Cho nên là bây giờ các bạn sinh ra cái da giả nó tiện. Thế nhưng mà các bạn sẽ không cảm nhận được nhiều cái hạt mực nó ghim vào như thế nào đâu. Cho nên nếu như có thể các bạn nên mua cho mình cái bì lợn. Và các bạn học trên đấy, các bạn vẽ trên đấy, các bạn sẽ cảm nhận nó thật hơn rất là nhiều so với ở cái đánh trên da giả này mọi người nhá. Nó thật hơn nhiều lắm ấy. Nên mọi người lưu ý chúng ta sẽ kiếm bì lợn để các bạn học trên đấy nhá. Ừ, phải kiếm da lợn đẹp đẹp cái phần nó. Đừng cái phần ba chỉ. Mua ra bì lợn mà mua cái phần ba chỉ thì không học được. Nó mịn mịn một chút là chúng ta học được mà. Nhưng mà quan trọng nhất là nó cảm nhận được cái hạt mực nó ghim xuống. Nếu như các bạn đánh mà thấy cái hạt mực của mình nó bị bám ở phía trên lớp biểu bì ở dưới các cái chân lông ấy thì là các bạn đang bị đi nhẹ tay quá. Còn nếu mà chúng ta thấy các cái hạt mực của chúng ta đi xuống mà nó bị sâu, bị đậm quá là chúng ta bị mạnh thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái lực tay nó chuẩn hơn. Mọi người nhá. Vừa thực tế mà nó đúng. Nó đúng với những cái gì mà mình ngày xưa mình phải đi học. Cho nên là bây giờ cũng bắt các bạn khổ khổ một tí. Mọi người nhá. Ok, cảm ơn anh Ngọc. Cảm ơn mọi người. Và bài ngày hôm sau sẽ học hiệu ứng đường lai nhé mọi người nhá. Hiệu ứng đường lai, mình sẽ giải thích cho các bạn đường lai là gì và khi nào chúng ta sẽ làm hiệu ứng đường lai. Bài này là bài mới nhất. Mới nhất và mình nghĩ là chưa có video, chưa có một cái video nào dạy về cái hiệu ứng đường lai này. Và bài sau mình sẽ dạy các bạn về hiệu ứng đường lai. Và thời gian học thì mình sẽ thông báo trước các bạn một ngày để các bạn vào học cho đông vui hơn nhá. Chứ hôm nay cũng hơi ít người học, luôn ra cũng hơi buồn. Rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của học viện. Và nếu như cái cảm thấy cái video này hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ cho mình nhá. Da lợn giờ đắt hơn da giả. Không
đắt hơn đâu, là sao đắt hơn được. Miếng da giả xịn này nó cũng khoảng 15.000 rồi. Thì mình nghĩ là các bạn đi ra ngoài chợ làm gì mà da lợn đắt hơn, đúng không? Nhưng thôi chịu khó, ok, da nào cũng được, nhưng quan trọng nhất là chúng ta học được cái cảm nhận thực. Thế thỉnh thoảng chúng ta mua một vài miếng thôi chứ không phải học suốt bằng cái da này. Ok mọi người nhá, rồi tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi cái video của mình. Và hãy đón chờ những bài học tiếp theo nhé. Cố gắng chúng ta sẽ học một tuần, duy trì một tuần một buổi. Chỉ mong mọi người sẽ luôn tương tác và chia sẻ giúp mình các kênh của học viện và kênh YouTube và kênh Facebook của học viện để chúng ta đón chờ những bài học tiếp theo nhé mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Biết kết thúc ở đâu?